Xin chào mọi người đến với series Maya UI, mình tên là Giáp Thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi sinh màu của cái canvas Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển cái thông số đó màu vào trong cái uh, function đổi màu object ở trong outliner Hoặc đổi màu cái object ở trong cái viewport Sau đó thì chúng ta cũng sẽ lấy luôn cả cái trạng thái của cái checkbox Để biết được là cái function chúng ta nên thực thi là đổi màu ở trong outliner Hay đổi màu trong viewport hay là chúng ta muốn đổi màu luôn cả hai Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ gom tất cả những kiến thức mà mình làm ở trong những cái video trước Để hoàn thành cái phần này Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cái video thôi rồi xin chào mọi người quay lại với video ngày hôm nay ha. Thì chúng ta đã có được một cái UI và chúng ta đã test thử cái function ở trong cái UI của chúng ta rồi. Thì hiện tại tất cả mọi thứ đều rất là ok khi mà chúng ta đổi màu cái object ở trong cái outliner. Tuy nhiên chúng ta quên mất là chúng ta cần phải kiểm tra thêm cái function của chúng ta nó có hoạt động ở trong cái khu vực của viewport hay không. Thì bây giờ mình sẽ đổi màu cái cái function từ Outliner sang viewport ở trong cái UI của chúng ta đi. Thì bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục uh, quay trở lại đây và mình sẽ đổi hết toàn bộ tất cả những cái chain color Outliner thành color viewport ở bên cái outline uh, bên cái UI của chúng ta. Thì các bạn thấy là ở trong cái uh, sublime á, thì như các bạn thấy ở bên sublime khi mà các bạn tiếp tục click rồi các bạn highlight một cái dòng chữ nào đó thì những cái chữ nào mà nó giống thì các bạn chỉ cần bấm Ctrl D ha tới 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 thì nó sẽ tự động nó highlight tất cả những cái dòng này sau đó các bạn các bạn bấm Ctrl V thì các bạn paste nó ra thì hiện tại là ở bên cái um, cái change color report của chúng ta nếu như mà mình để những cái tham số nó như thế này thì những cái tham số này dùng để làm gì những cái tham số này dùng để uh, ở bên code của chúng ta ở bên cái function thì nó lại là cái index mà chúng ta hiện tại là không có dùng index thì nếu như mà chúng ta tiếp tục copy nguyên cái dòng này lên thì tí nữa mình sẽ nói làm sao để mình gom hai cái dòng code này lại ha. Thì giả dụ như mình cần cho C cái chỗ này và mình sẽ paste ở trên này để mình đi query cái gì. Mình rút kinh nghiệm à cái webcam của mình nằm dưới này nên thật ra là mình sẽ hiện dưới đây. Thì cái chuyện gì xảy ra nếu mà mình bấm những cái nút này ha thì khi mình bấm nó mà mình chạy mình chạy cái mình chạy cái function color viewport thì nó sẽ đi sinh màu của cái RGB. Và ở chúng ở bên dưới này chúng ta không có một cái đoạn nào để chúng ta sử dụng cái màu RGB hết. Thì thực ra làm sao để đổi sang cái màu RGB thì bây giờ chúng ta sẽ quay về Maya. Và các bạn thấy mình đã có một số cái object ở trong cái video trước ha. Thì bây giờ mình sẽ tạm thời delete hết và mình chỉ chừa lại cái cục key của chúng ta bên đây thôi. Thì bây giờ mình phải lưu ý cái webcam. Thì các bạn thấy là chúng ta đang có một cái object và khi các bạn đi vào ở trong cái attribute editor, các bạn sẽ đi vô cái phần shape ha. Mình sẽ cho nó bự ra tí xíu để các bạn có thể nhìn thấy được. Thì ở trong cái phần shape của cái object của chúng ta thì các bạn sẽ đi vô cái khu vực là object display thì ở ngay cái trên đầu của nó thì chúng ta có cái view sau nơi chúng ta đã code hết toàn bộ tới à, chúng ta đang nói tới cái việc mà đổi màu trong cái viewport thì ở trong cái object display thì chúng ta sẽ đi vô draw override ha và mình sẽ kéo xuống thì các bạn sẽ thấy là enable override mở lên và mặc định của nó thì nó sẽ để ở cái màu là index và chúng ta đang cần phải sử dụng cái RGB thì các bạn cần phải đổi qua cái RGB. Thì hiện tại ở trong code của chúng ta nó không có cái đoạn nào để đổi qua cái RGB cả. Thì bây giờ mình sẽ đổi qua cái RGB. Và mình xem thử coi là Maya thực sự là khi nó đổi qua cái RGB thì nó dùng mã như thế nào. Dùng code như thế nào thì mình đi vô history equal on command, mình chuyển qua RGB. Sau đó thì mình tắt để mình xem hết tất cả những cái comment tại Maya không phải ở trong cái cái phần history của cái script editor là cái phần history panel nó không phải lúc nào nó cũng hiện hết toàn, toàn bộ tất cả những cái thay đổi của bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có một cái attribute là cái khu vực này khi các bạn đổi qua cái RGB thì chúng ta cần phải có override um, RGB color mở lên thì mình sẽ copy cái attribute đó. Sau đó mình qua bên này mình sẽ thay đổi là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ enable override là chúng ta check cái này nè. Đây, enable override một là nó mở lên. Sau đó thì set color override format là shape sang number là chúng ta sẽ đổi màu theo cái dạng index. Nhưng mà chúng ta sẽ không làm cái việc đó. Cái việc kế tiếp của chúng ta là chúng ta cần phải chuyển cái color này qua cái RGB là mặc định nó đang index rồi. Mình chuyển nó qua RGB thì chúng ta phải viết cái đoạn code đó là cmds.set attribute. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái gì? Cái attribute mà chúng ta mới copy. Rồi, thì mình sẽ có là cái tên của cái object mà chúng ta chọn mình đang có tiếng việt ha mình sẽ tạm thời tắt tiếng việt đi sau đó thì mình sẽ chấm và sẽ tên của cái attribute đó và chúng ta sẽ đổi uh, mình sẽ tên là format mình sẽ đưa cái shape vào là cái shape của chúng ta ha và sau đó thì mình sẽ chuyển nó sang giá trị là một là true và sau đó thì cái màu bên dưới này lúc này khi mà nó chuyển về RGB á, thì cái màu bên dưới này của chúng ta nó không còn là màu của nó không còn là màu của index ha. Rồi, tuy nhiên chúng ta cũng thử xem là cái màu của nó nó đổi qua thì nó đổi như thế nào. Thì bây giờ chúng ta cũng lại tiếp tục mở lên đây. RGB đã được mở rồi, lại tiếp tục equal on command và mình sẽ chuyển cho nó ở một cái màu rồi đó, đó nhất định. Sau đó thì chúng ta lại tắt đi. Thì các bạn sẽ thấy là nó cũng vẫn sử dụng cái phần cái thằng gọi là color Uh, override color RGB các bạn ha. Chúng ta copy nữa. Chúng ta quay về đây. Thì các bạn thấy là override color là chỉ dành cho index. Override RGB mới là đổi màu theo cái dạng RGB. Và tất nhiên là lúc này chúng ta cũng phải làm cái gì? Chúng ta phải copy cái con số canvas bỏ lên đây. Sau đó cái con số bên dưới này chính là cái RGB mà chúng ta đi sinh. Rồi, thì các bạn thấy chưa hiểu thì mình sẽ giải thích lại. Đây chính là cái tham số con số canvas của cái function tên là change color viewport. Qua bên này, khi mỗi lần chúng ta chạy cái function đó, chúng ta sẽ có cái tham số tương ứng với lại con số của canvas 2, 2, 3, 3, 4, 4. Như vậy cái việc đầu tiên là gì? Nó sẽ đi sinh màu. Ở cái canvas nào thì chúng ta sẽ có cái con số tham số. Nó sẽ bóc nó bỏ vào đây. Như vậy nó biết được là cái nickname của cái function nào, nó biết nó biết được cái nickname của cái controller nào của cái canvas số mấy để nó đi sinh màu RGB, màu RGB. Thì cứ mỗi cái object như vậy chúng ta sẽ select hết tất cả những object trong scene. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm cái shape ở bên dưới của cái object đó. Thì nó nôm na cũng giống như bên Maya ha, là chúng ta sẽ phải đi đâu? Chúng ta chọn cái object, sau đó chúng ta phải đi vô cái shape chứ không phải đi vô cái transform node và chúng ta sẽ set cái enable override là chúng ta bật cái này lên. Sau đó chúng ta chuyển cái hệ màu nó về gì? Hệ màu về RGB. Sau đó chúng ta sẽ set cái màu của cái RGB theo cái màu mà chúng ta đã xin ở trên cái report. Rồi, thì hy vọng là mình nói tới đây là các bạn cũng hiểu được cái logic của nó rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm control S. Sau đó thì mình sẽ chạy lại cái UI. Ok, cái object cũng đang rất là bình thường. Chọn vào đây bấm màu vàng, nó sẽ báo cho chúng ta một cái lỗi À, nó kêu là chúng ta đang sai ở cái dòng số 59 Mình sẽ mở thằng này lên và mình kiểm tra cái dòng số 59 Thì các bạn thấy là cái hệ màu RGB của chúng ta là nó nhận ba màu ha Mà chúng ta chưa bung cái giá trị đó để tự động nó fit Cái thông số của nó là RGB nó bỏ vào Thì nhiệm vụ của chúng ta phải thêm cái dấu sao để mình bung của nó ra Cũng giống như bên dưới này Mình quên cái phần đó đi Mình bấm Ctrl S để mình lưu lại ha Sau đó mình quay lại Maya Mình chạy lại code Rồi nó đã có là cái UI Không bị lỗi gì các bạn ha sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn cái object và test lại code của chúng ta bấm màu vàng thì các bạn thấy bây giờ nó chuyển thành màu vàng. Các bạn tánh màu xanh dương thì nó sẽ chuyển về xanh dương. Các bạn chọn vào xanh lá cây thì nó chuyển về xanh lá cây. Thì có vẻ như là cái object của chúng ta nó đã làm việc khá là ok, à, không có bị lỗi gì cả. Rồi, thì hai cái function của chúng ta đã hoàn toàn đã thành công trong cái việc mà chúng ta đi xin màu của những cái canvas và thực thi nó. Cái vấn đề hiện tại ở chỗ là các bạn thấy chúng ta đang đổi bằng tay. Khi mà chúng ta muốn đổi thành màu ở trong cái outliner, chúng ta phải đổi code. Cái việc đó nó thực sự nó rất là phiền hà. Có một cái cách nào đó để khi mà chúng ta thực thi thì nó hiểu là chúng ta muốn đổi màu ở bên nào không. Thì các bạn nhớ là trong cái video của checkbox thì chúng ta đã có hai cái khu vực của checkbox rồi. Thì bây giờ nó phải đi xin xem coi là cái thằng nào đang check thì nó sẽ thực thi. Thì cái vấn đề hiện tại bây giờ là hai thằng này mặc định của nó đều off chúng ta cần phải cho một cái giá trị khi nó mặc định có một thằng nó on. Thì phần lớn khi mà các bạn đổi màu cái object là các bạn đổi màu ở trong cái viewport chứ không phải là các bạn đổi màu ở trong cái outliner. Nên thành ra là cái cái mặc định của cái thằng viewport khi các bạn chạy cái out, uh, chạy cái UI lên thì mình sẽ cho nó on sẵn luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ quay về cái document và mình sẽ đi tìm cái thằng checkbox thì cái checkbox sẽ nằm trong khu vực control ha. Control thì chúng ta có cái checkbox và khi mà chúng ta đi vào cái comment của cái checkbox thì mình sẽ xem coi cái argument nào, không phải cái uh, cái flag nào để dùng mà coi cái chế độ mặc định của... Rồi như các bạn thấy ha, ở trong đây chúng ta có một cái flag nó tên là value. Đây được gọi là cái stay hay còn gọi là cái trạng thái của cái checkbox. Thì mặc định của nó là cái boolean. Thì khi mà mình quay về lại cái UI của chúng ta thì cái khu vực checkbox thì mình chỉ tạo cho nó cái gì? một cái label và một cái exquisite name để mình đi mình đi xin có nghĩa là mình cho nó một cái nickname để mình có thể đi xin thì bây giờ mình sẽ cho cái giá trị mặc định của nó thì mình xem coi cái flag của nó tên gì ha là chữ v ha viết ngắn thôi là value thì mình sẽ viết cái tên dài đi value equal true còn bên dưới này thì mặc định của nó là value equal false là mặc định của nó thì lúc này các bạn thấy khi các bạn chạy lại cái UI Mặc định của nó là nó sẽ luôn luôn để cho cái checkbox, Cái trạng thái của nó sẽ là luôn luôn on Bây giờ chúng ta cần phải Làm một cái cách nào đó Để ghép hai cái function Đổi màu của Outliner Và đổi màu cái viewport này lại làm một Thì bây giờ mình sẽ viết một cái function mới Hoàn toàn Là define Sau đó thì chúng ta sẽ nói là Change color general Đã Nói nôm na là mình gì Đổi màu một cách uh, Tự động chẳng hạn À, đổi màu theo dạng chung chung chẳng hạn thì bây giờ mình sẽ thêm cái con số canvas mình sẽ bỏ vào đây như là một cái tham số như rất là bình thường ha. Sau đó mình sẽ thêm cái argument để phòng trường hợp là chúng ta chạy control thì nó sẽ trả giá trị thì nó sẽ những cái giá trị đó chúng ta không dùng thì mình sẽ lưu nó vào đây. Và kế tiếp thì chúng ta cũng sẽ viết y chang, mình sẽ có hai cái function. Rồi thì sau đó thì mình sẽ để hai cái function nó ở bên dưới này thôi. Thì đây chính là cái nơi để chúng ta gì? Đổi màu cái viewport. Và đây là chúng ta đổi màu cái outline đó. Và cái con số mà chúng ta xin được thì chúng ta sẽ tạm thời bỏ vào đây. Và những cái function change color general mình sẽ thay thế hết toàn bộ ở bên này. Rồi. Như vậy mình lưu file bên này luôn. Mỗi lần mà chúng ta bấm vô cái nút ở bên canvas là chúng ta sẽ thực thi lệnh change color general. Chúng ta vẫn có cái tham số tượng trưng cho những con số canvas. Để chúng ta lấy cái đó, chúng ta thực thi một trong hai cái lệnh này. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta chạy là chúng ta thực thi luôn cả hai lệnh. Thì cái nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta là chúng ta phải đi tìm cái điều kiện là cái trạng thái của cái checkbox này nó là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta hãy đi xin cái điều kiện của nó đi. Thì chúng ta đã có cái video trước rồi ha, mình đã nói về cái cách mình đi xin thì bây giờ mình sẽ đi copy lại để mình đi xin cái điều kiện đó. Rồi mình sẽ paste ở dưới này. Và tất nhiên mình đi xin thì mình sẽ dùng cái gì? Query equal true là đi xin. Sau đó thì chúng ta sẽ đi xin cái value của nó là equal true. Ở bên dưới chúng ta cũng sẽ đi gì? Đi xin equal true value equal true Chúng ta sẽ đi xin gì? Chúng ta sẽ đi xin cái value của viewport Coi trạng thái nó đang ở đâu Chúng ta sẽ đi xin cái trạng thái của cái outliner có Nó như thế nào Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh gì? Trạng thái uh, viewport Sau đó thì chúng ta sẽ là trạng thái outliner Rồi khi chúng ta đi xin xong Chúng ta sẽ có giá trị vào trong này thì bây giờ mình sẽ viết một cái điều kiện là if trạng thái viewport thì khi mà chúng ta xin cái giá trị của cái viewport và nếu nó true nếu nó true chúng ta sẽ thực thi cái lệnh này rồi còn nếu nó false kệ nó đi thì các bạn để cho các bạn dễ hiểu thì chúng ta có thể nói là else pass chẳng hạn nhưng mà thực ra à, nếu mà các bạn chỉ có một cái lệnh if thôi thì các bạn có thể không thực thi nó thì nó bỏ qua luôn đi qua cái dòng like kế tiếp thì cái dòng like đó thì chúng ta sẽ có một cái if khác if là nếu ha if xin lỗi không viết hoa if nếu như thằng này cũng true thì chúng ta sẽ đổi màu của cái thằng này và bây giờ mình sẽ bấm ctrl s và bây giờ mình sẽ quay ngược với lại cái outline đó. À, quên lộn cái cái UI. Ctrl S lại ha. Mình sẽ load lại code và tất nhiên mình sẽ delete thằng này đi. Và mình cũng sẽ tắt cái attribute editor. Và chạy lại code nào. À, mở thằng này lên. Cho này bự lên tí xíu. Cứ mỗi lần mình close là nó quên mất là nó đã được làm to rồi. Mình phải scale lên lại. Mình chạy. Load UI. Mình lại vô tên mình tắt này, Tạo cái object mặc định của nó nó không đổi màu chúng ta lại tiếp tục tạo một cái cục sphere và di chuyển nó qua một bên thì các bạn thấy bây giờ mặc định của chúng ta đang có cái viewport được check như vậy mở function kế bên để chúng ta thấy nó song song ha hai thằng này thì các bạn đã biết rồi mình sẽ close nó lại và bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại một tí xíu để làm tới đâu chúng ta đọc code tới đó luôn rồi khi chúng ta chọn vào cục Sphere, chúng ta bấm vào cái nút màu vàng. Cái Viewport này nó đang On. Như vậy nó sẽ trả lại cái giá trị True. Thì vì chúng ta bấm vô tất cả những cái nút này thì nó sẽ chạy cái function này ha. Đây. Chạy cái function này có tham số. Đây chính là tham số. Tham số sẽ được trả vào đây. Và nó trả vào đây để nó thực thi cái này. Thì nó thực thi cái này ở bên trên là mình đã nói trong video trước. Mình không muốn giải thích nhiều ha. Rồi. Thì bây giờ nó đi sinh trạng thái. Nếu đi xin mà true thì chạy lệnh bên trên. Thì bây giờ nếu mình chọn đây, bấm vàng. Mình nó đang báo cho chúng ta một cái lỗi. Đó là hình như là mình đánh, đánh sai tên thì phải. Nó kêu là cái global name transport là không có được define có thể là mình đang đánh thiếu chữ. Đây thiếu chữ g các bạn ha. Đây là trạng thái nói chung mình copy lại đi cho nó chắc chắn là mình đánh không có sai. Ở đây thiếu chữ g. Đó. Không biết trạng thái có gờ không <laughs> Bỏ tay mình đây Ok Thì bây giờ mình sẽ Load lại cái UI Rồi ok Thì bây giờ Cái thằng viewport đang on Đang check Thì nếu mình chọn vào đây Bấm vào đây Thì đi xin màu Xong rồi thực thi à, Bấm Thì các bạn thấy ừ? Mình bấm vô màu vàng nhé Thì các bạn thấy là nó vàng ha Mình chọn vô thằng này Mình bấm xanh thì nó xanh. Nhưng nếu các bạn tắt cái viewport đi, các bạn bấm vào đây. Thì không có chuyện gì xảy ra cả. Các bạn thấy không? Nhưng mà khi các bạn check cái outline lên, outliner lên, các bạn chọn vào đây là cục cube bên đây ha, các bạn bấm màu đỏ. Thì các bạn thấy bây giờ nó chuyển thành cái màu đỏ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc mà viết cái UI uh, sử dụng bằng canvas để đổi màu và chúng ta có luôn cả cái checkbox dành cho cái viewport và Outliner để khi các bạn cần thì các bạn có thể select. Và mặc định của cái UI là khi các bạn chạy lên dù cho chúng ta đã tắt cái viewport và mở cái Outliner lên thì dù cho các bạn chạy lại code của chúng ta đi chăng nữa thì mặc định của nó nó vẫn để cái viewport là on vì chúng ta đã quy định là khi chúng ta chạy code lại từ đầu thì nó sẽ luôn on cho viewport và luôn off cho Outliner. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái code khá là đơn giản. À, mình hy vọng là các bạn à, thấy cái video này hay thì mình nghĩ là cái video của chúng ta trong buổi ngày hôm nay thì nó ngắn như vậy thôi. Thì đó là cái cách mà các bạn áp dụng á à, Nếu mà các bạn chọn luôn cả hai thì bây giờ nếu mà các bạn chọn cả hai thì mình sẽ có một cái cục cylinder mình test luôn đi ha. Thì khi mình chọn cái hai như vậy thì mình bấm vàng thì các bạn thấy nó vừa đổi màu cái object bên này và nó đổi màu cái object ở trong cái à Outliner luôn. Rồi, thì cái video ngày hôm nay nó khá là ngắn à, Hy vọng là các bạn thích cái video này Thì nếu mà các bạn thích thì các bạn hãy cho mình Một like, share và subscribe cái video Bấm luôn cả cái chuông ở bên dưới để các bạn không bỏ lỡ Những cái video trong tương lai của mình nha Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn các bạn ở cái video lần sau Bye bye